phải không? Kem không? Rồi. Không biết mày, không có ăn kem nha, kem ngon. Trời ơi, có ăn ba cái ngọt. Nè cậu, cậu hỏi ăn bánh này không? Bây giờ tới bánh canh Bà Rịa Long Hương. Rồi, nguyên đại gia đình đang ngồi ở đây. Giờ đang ở trên chánh điện Thích Ca Phật Đài. Con lại phạt chưa? Ở bên đây người ta cũng có bán mấy đồ lưu niệm nè. Trên kia còn đường lên nữa kìa. Rồi bây giờ đi vô chợ mua đồ ăn xong rồi về về nấu. Mua cá với lại mua cơm về nấu ăn như bình thường đó. Nè đó đồ mực riêng rồi nè. Rạm khô mực đi.
À. Này bán sao cô? 2 kg. Sao chứ? 120 kg. Nửa ký 120 hả? Vậy lấy con nửa ký đi. Cái này là cái gì vậy chị? Ủa cái này với cái này bằng giá không cô? Cái này là mực hả? Vậy lấy con 3 lạng này với 2 lạng này đi. Dạ. Cái này là mực, mực răng me hả cô? Ở này cũng con này con gì cũng nói luôn. Rồi cho con thử con nha. Ừ, ngon không thể. Cái này nhậu bia ngon à. Này có cơm. Này có cái khô gì? À mực. Quá trời món luôn. Dạ dạ. Quá trời đồ tươi sống luôn. Có kiếm cái hàng chợ cái mua rau á, đi vô sau. Ờ cảm ơn con. Rồi giờ vô mua đồ nấu canh chua, nấu cái đầu cá bóp. Đây là bên đây là hàng khô nè. Hôm nay đi thứ hai nên nó vắng cả nhà ơi. Vô đây mua hàng rau. Cá bóp đây giá nó cũng bằng mình dưới luôn rồi, 200 mấy đúng không? Nó cũng bằng giá dưới mình nè cả nhà ơi. Ốc á hả? Rồi xuống đây là hết luôn rồi cả nhà ơi. Được có một khúc á. Đây là cá cam nướng ta làm sẵn luôn. Này rau đồ nước chấm là làm sẵn luôn. Cua. Rồi bây giờ vô nhận nhà đây. Đây quản gia, quản gia. Rồi mời quản gia đi vô.
Đây có hồ bơi luôn cả nhà ơi. Ồ. Trời quá lạ luôn. Cảm ơn. Ở con vịt đó đảo quá trời ơi. Hãy đảo vô cả nhà. Ăn rãi nha. Dạ. Con gà. Rồi giờ vô bếp nấu canh chua với lại cá bớp kho. Đi biển mà ăn như gia đình luôn. Nè con lấy cái muỗng con múc này ra đi, con lấy cái muỗng con múc cái nước á, lấy cái nước á. Ni lỡ bới đi đây. Lấy tô rảnh. Canh chua cá bớp kho. Nó ăn nguyên tô luôn, quá ngon. Cao quá. Cay không? Cay hả? Cán ăn đi. Cô Thủy không ăn. Nhưng cam được ngon. Bên đây là sòng nhậu, bên kia là sòng ăn. Bên kia là sòng ăn hay là sòng nhậu? Đó, hai hết bôi đang bơi nè cả nhà ơi. Đó, hai con trai của mình á. Nó ngại quay á, để coi nó lặn được bao lâu. Này, ca. Bây giờ sáng chuẩn bị giờ ra biển tắm. Rồi bây giờ tới biển rồi cả nhà ơi. Đây biển đằng xa. Mấy ơi, hai ơi. Viên chua cảo đây. Mì tiền của Sony.
Rồi bây giờ tới chùa Đại Tùng Lâm. Trước cổng chùa là nguyên một cái hồ rất là rộng nè cả nhà ơi. Còn kế bên là ba thánh tượng Tam Thế Phật, rất là lớn luôn, thật là trang nghiêm. Rồi trước mặt mình là tượng Di Lặc Tôn Phật. Rồi bây giờ chụp tấm hình gia đình. Chụp tấm này nãy cho anh đẹp cái đó. Nãy đứng sao giờ đứng vậy đó. Nãy mình đứng sao giờ đứng vậy cho ta coi sắp xếp. Quay lủng. Lủng quay nè. Rồi bây giờ mình lên tới chánh điện chùa Đại Tùng Lâm đi cả nhà ơi. Rồi đang đợi tấm hình. Đâu nó quay con coi coi. Rồi. Quá đẹp. Rồi bây giờ xuống tới chùa Tu Viện Phước Hải. Rồi gọi là chùa Rau Muống. Ủa lộn, chùa Bún Riêu, lộn cả nhà ơi, chùa Bún Riêu. Lộn chùa Rau Muống ở Hóc Môn, sorry. Đây, Tu Viện Phước Hải. Đây là chánh điện nè. Giờ mình đi xuống để kiếm bún riêu ăn. Rồi bây giờ xuống tới nơi rồi cả nhà ơi. Ồ, vô đây thơm, thơm quá, thơm mùi bún riêu rồi. Thơm quá, thơm không con?
Thơm mùi bún riêu quá cả nhà ơi. Rồi phái đoàn của mình đang ăn rồi. Ngon chứ Tập? Ngon. Ủa cậu không lấy hả cậu? Hả? Sao không lấy? Rồi dưới đây là quầy cơm. Đây cũng có cơm luôn. Ở đây có cơm chay luôn cả nhà ơi. Đó quầy cơm thì chắc tự làm luôn á. Buffet. Đó. Này giống này là gì đây ta? À này là bánh canh. Dễ dở này là gì? Rồi tàu hũ với lại củ cải. Khổ qua. Cái gì đây? Rồi bầu xào đâu. Rồi ở đây là quầy bún nha cả nhà. Đó quầy bún đây. Mỗi người một tô, ăn hết lấy thêm. Đó, ăn hết thì lấy thêm. Thơm quá, đi từ xa nghe mùi rồi. Quá thơm gì ơi. Dạ, đặc sản luôn. Ai đi Vũng Tàu về là đều ghé chùa Bún Riêu. Thơm quá. Không, được rồi. Rồi cái bên là bán đồ ăn thức uống. Rồi giờ bạn về ghé chuyến cuối là bò sữa Long Thành xong rồi về luôn cả nhà ơi. Rồi cảm ơn chị. Thơm ngon cả nhà ơi. Mềm. Mềm. Mình em đây dung. Nem đây dung với khô.
Rồi bây giờ về tới nhà rồi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.